Tối ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại nhà Thổ môn Văn Toàn ở thôn Hữu Quan, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, xã Dương Quan cùng gia đình tổ chức chương trình chào đón người con chiến thắng trở về, thủ thành Văn Toàn, người vừa cùng đội U22 Việt Nam giành chiếc huy chương vàng SEA Games 30 lịch sử. Trước tình cảm nồng nhiệt mà người hâm mộ dành cho đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam, nhất là thủ môn Văn Toản, dù rất mệt sau chặng đường dài thi đấu tại SEA Games 30 và thời gian về thăm gia đình chỉ có một ngày, song thủ môn Văn Toản vẫn dành thời gian giao lưu với người hâm mộ tại quê nhà. Trong vòng tay hân hoan chào đón của gia đình và người hâm mộ, thủ môn Văn Toản rất xúc động và hạnh phúc trước tình cảm yêu thương của người hâm mộ Thủy Nguyên đã dành cho mình. Thủ môn bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ đã đồng hành cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển U22 Việt Nam trong suốt thời gian thi đấu tại SEA Games 30 góp phần không nhỏ giúp đội tuyển nập nên kỳ tích của bóng đá Việt Nam. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân và doanh nghiệp người hâm mộ đã đến gia đình tặng hoa quà chúc mừng và biểu dương những cố gắng và thành tích xuất sắc mà cá nhân thủ môn Văn Toản đóng góp cho chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam, mang lại niềm hạnh phúc, niềm tự hào cho người dân Dương Quan nói riêng và Thủy Nguyên nói chung. Tiêu biểu như công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Lộc, Công ty cổ phần thương mại Châu Thanh. Tại nhà riêng của Văn Toàn, một bữa tiệc nhỏ trong phạm vi gia đình đã diễn ra để người thân của Văn Toàn cũng như bạn bè, người hâm mộ cùng chung niềm vui chiến thắng. Được biết trong ngày 13 tháng 12, Văn Toàn sẽ tập trung cùng toàn đội U23 sang Hàn Quốc tập huấn để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á.